Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin kết thúc điều tra giai đoạn 1 với Tất Thành Cang, giai đoạn 2 sẽ đến với Lê Thanh Hải. Vụ án Tất Thành Cang có thể là một vụ án lớn không thua gì vụ án Đinh La Thăng. Sau 20 ngày bắt và điều tra thì ngày 12 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh PC03 vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, chuyển cho Viện Kiểm soát cung cấp và đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng phạm. Như vậy, sự ra tay của ông Nguyễn Văn Nên khá gọn gẽ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sai phạm còn con của ông Tất Thành Cang. Sai phạm lớn nhất của Tất Thành Cang là ở Thủ Thiêm, nơi mà có dính dáng đến hàng loạt tên tuổi lớn như Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Nùa. Không biết ông Nguyễn Văn Nên chuẩn bị gì cho vụ án mới hay chưa. Tuy nhiên, qua cách xử lý nhanh gọn vụ này, xem như ông đã ghi điểm trong mắt của ông Nguyễn Phú Trọng, người được dự chủ sẽ tiếp tục ngồi tiếp ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ tới đây. Đây là hình ảnh báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang. Theo kết quả điều tra, ông Tất Thành Cang bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi và bổ sung năm 2017. Kết luận điều tra thể hiện ông Tất Thành Cang sai phạm trong việc chấp thuận chủ trương để Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh được biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phần cho đến cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ tại công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn, viết tắt là Sadeco, gây thiệt hại số tiền rất lớn cho nhà nước. Những sai phạm dẫn đến tội truy tố lần này của ông Tất Thành Cang theo kết luận điều tra của Công an Thành phố Hồ Chí Minh công bố. Sadeco là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận IPC, một doanh nghiệp với 100% vốn nhà nước với vốn điều lệ khoảng 2.900 tỷ đồng. Sadeco vào thời điểm năm 2015 có vốn điều lệ khoảng 170 tỷ đồng. Sadeco được xem là doanh nghiệp đẻ trứng vàng cho IPC, bởi năm 2016 lợi nhuận sau thuế lên tới 153 tỷ đồng, trong khi doanh thu thuần chỉ hơn 290 tỷ đồng. Đến năm 2017 có doanh thu hơn 265 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 111 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức hàng năm của Sadeco có lúc lên đến 40%. Tuy nhiên, vào thời điểm đỉnh cao lợi nhuận, cũng chính là lúc tài sản nhà nước tại Sadeco bị lũng đoạn, tư nhân thâu tóm với sự can dự trực tiếp của bộ sậu lãnh đạo chủ chốt IPC Sadeco. Một số cán bộ văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là người của ông Tất Thành Cang, hay nói đơn giản là ông Tất Thành Cang thọc tay vào can thiệp bộ này để sân sau thâu tóm phần béo bở thuộc doanh nghiệp nhà nước. Ông Tất Thành Cang đã chỉ đạo tổng giám đốc Sadeco Hồ Thị Thanh Phúc cho phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ Sadeco. Sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược với 9 triệu cổ phần với tổng giá trị là 360 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông nhà nước tại Sadeco giảm từ 62,8% xuống chỉ còn 41%. Trong đó, tỷ lệ sở hữu vốn của IPC từ 44% giảm xuống chỉ còn 28,8%. Cũng trong khi công ty Nguyễn Kim chiếm tỷ lệ chi phối tại Sadeco là hơn 54% vốn điều lệ. Và thế là công ty này nhảy vào hốt phần ngon nhất của doanh nghiệp nhà nước nhờ bàn tay của Tất Thành Cang. Đây là hình ảnh Sadeco là nơi khai mào cho hàng loạt sai phạm của ông Tất Thành Cang. Việc phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược cho công ty Nguyễn Kim với giá rất bèo, không thông qua thẩm định đấu giá, đã gây thiệt hại với 208 tỷ đồng. Chỉ trong việc phủ phép cổ phần hóa này thôi thì có thể nói Tất Thành Cang đã bỏ túi không ít. Được biết, nhà cửa của Tất Thành Cang ở Sài Gòn rất nhiều và trong đó không ít là những vị trí đắc địa. Tuy nhiên, đây chỉ là sai phạm nhỏ, sai phạm mà được nhiều người chờ đợi Nguyễn Văn Nên phanh phui ấy phải là sai phạm tại Thủ Thiêm. Và thông tin cho thấy, sau Đại hội 13, các đại án cũng đang chờ Tất Thành Cang. Việc tin tức về Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhiệm kỳ Tổng Bí thư lần thứ 3 được dò dỉ cho thấy số phận Tất Thành Cang không có gì sáng sủa. Kết quả này hứa hẹn một đại án sẽ tiếp tục thực hiện vào năm 2021 này. Thêm vào nữa, sau Đại hội, Nguyễn Văn Nên với vị trí Ủy viên Bộ Chính trị, ông ta có đủ sức mạnh để thực hiện một vụ đại án chưa từng có.
Nguyễn Văn Nên là người được ông Nguyễn Phú Trọng biệt phái vào Nam để thi hành nhiệm vụ xử cho xong nhóm lợi ích miền Nam. Đại hội 13 là cuộc chiến tranh tranh giành quyền lực và nó cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã đá văng cánh miền Nam ra khỏi 5 vị trí chủ chốt trong Bộ Chính trị. Người có triển vọng nhất là cánh miền Nam, ông Trương Hòa Bình cũng sắp phải rời khỏi Bộ Chính trị. Sau Đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng cho Nguyễn Văn Nên truy cùng diệt tận nhóm Lê Thanh Hải nữa là xem như ông Trọng sẽ toàn thắng. Được biết vào tháng 7 năm 2020, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của ông Thiện Nhân đã miễn cưỡng tổ chức phê bình ông Tất Thành Cang cùng hai người khác vì sắp hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng và bị Trung ương ép. Sai phạm dẫn đến kỷ luật lần đó liên quan đến vụ việc tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Để có được trò khiển trách, trước đó ông Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gửi kết quả điều tra qua quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm đến Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ vậy mà Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xem xét trách nhiệm của 66 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm và trong đó có ông Tất Thành Cang. Đây là hình ảnh dự kiến sau khi vào Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Nên sẽ xử lý nhóm lợi ích Lê Thanh Hải ở miền Nam. Sau vụ việc bao che này, ông Nguyễn Phú Trọng cho thay ngay Nguyễn Thiện Nhân bằng Nguyễn Văn Nên vào tháng 10 năm 2020 và sau khi ông Nên tiếp quản không lâu, ông ta cho bắt ngay Tất Thành Cang. Tiếp tục sau đó là kết thúc điều tra trong vánh để chuẩn bị chuyển vụ án sang giai đoạn mới là giai đoạn liên quan đến Thủ Thiêm. Đã bị kỷ luật về mặt đảng về sai phạm Thủ Thiêm, dự đoán sau Đại hội 13 khi mà ổn định chuyện chức tước cho mình thì ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên sẽ tính sổ với Tất Thành Cang và toàn bộ cánh miền Nam. Và sau sai phạm 208 tỷ sẽ đến sai phạm hàng chục ngàn tỷ, câu hỏi cũng được đặt ra. Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh PC03 thì Tất Thành Cang bị cáo buộc sai phạm khi duyệt chủ trương bán 9 triệu cổ phiếu của Sadeco gây thiệt hại 208 tỷ đồng. Vào ngày 12 tháng 1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, đó là sai phạm nhỏ. Sai phạm lớn là tuyến đường 12 km có giá trị lên đến 12.000 tỷ đồng. Con đường này được báo chí ví von như con đường dắt vàng, nhưng vàng đó là những khoản tiền khổng lồ có thể chui vào túi Tất Thành Cang và nhiều quan chức khác như Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào năm 2018, vào ngày 1 tháng 12 năm 2014, thì Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp đồng BT xây dựng 4 tuyến đường và khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, trước đó một năm, vào tháng 11 năm 2013, Đại Quang Minh đã ký tắt hợp đồng này với Thành phố Hồ Chí Minh và dự án đã được khởi động từ năm 2014, nhằm kịp tiến độ hoàn thành vào năm 2017. Bản hợp đồng tắt này được ông Tất Thành Cang, khi đó là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đại diện cho Ủy ban Nhân dân thành phố ký kết và đóng dấu mật. Được biết, 4 tuyến đường tại khu đô thị mới Thủ Thiêm có tổng chiều dài là 11,9 km. Các tuyến đường này đặt các ký hiệu như R1 là đại lộ Vòng Cung, R2 là đường ven hồ Trung Tâm, R3 là đường ven sông Sài Gòn và R4 là đường Vòng Cung Châu Thổ, đường Châu Thổ, đường ven sông khu dân cư. Dự án bao gồm 10 cầu với tổng chiều dài khoảng 1,8 km. Tổng số vốn đầu tư cho 4 tuyến đường dài 11,9 km, rộng 11,6 cho đến 55 m là hơn 12.200 tỷ đồng tính cả chi phí dự phòng do trượt giá và lãi vay. Để thanh toán hợp đồng 12.200 tỷ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh đã trả cho Đại Quang Minh 79 hectare đất tại trung tâm Thủ Thiêm để xây dựng khu đô thị và dân cư theo phương thức đổi đất lấy hạ tầng. Về giá trị hợp đồng, Kiểm toán Nhà nước cho rằng khi so sánh suất đầu tư theo quyết định số 634 của Bộ Xây dựng, chi phí được đề cập tính suất đầu tư trong tổng mức đầu tư của 4 tuyến đường dự án không cao hơn suất đầu tư công bố của Bộ Xây dựng năm 2013. Đây là hình ảnh khu Thủ Thiêm sẽ là nơi đưa Tất Thành Cang trở thành kẻ trọng tội. Và sai phạm này nó có bom nổ chậm. Nó sẽ có lúc làm bùng nổ vụ án Thủ Thiêm với những tên tuổi gộc sẽ vào lò. Thành trì của Lê Thanh Hải cũng không còn vững nữa. Sau khi Lê Thanh Hải buộc phải rời khỏi vũ đài chính trị ngay trước đại hội lần thứ 12 vào cuối năm 2015, nhân vật có giá nhất mà ông Hải cài lại là Tất Thành Cang. Vị trí của Cang khi đó tương đương với một quan chức cũng được xem là đệ ruột của ông Lê Thanh Hải là Nguyễn Văn Đua,
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Và ông Đua đã nghỉ hưu. Ngay sau ông Đua nghỉ hưu, ông Cang đã được cho trám vào chỗ này. Thậm chí mắt xích tất thành Cang còn trở nên xung yếu đến mức tính mạng của ông ta trong bối cảnh lò của Nguyễn Phú Trọng bắt đầu lan đến Sài Gòn vào đầu năm 2018 và bắt đầu cháy mạnh vào cuối năm 2018. Với một trong những mục tiêu chính là Lê Thanh Hải và phe cánh chính trị của bố già này. Lê Thanh Hải với tư cách là cá mập và từ những năm qua được đồn đoán là một trong những quan chức cộng sản mập nhất ở Việt Nam còn phải đối phó với chiến dịch cá mập nuốt lẫn nhau, tức là gây ra bởi những nhóm quyền lực và nhóm lợi ích mới người Bắc trong cuộc xung sát đang diễn ra hết sức ghê gớm cùng lòng tham ngút trời tại Sài Gòn, thủ phủ của rất nhiều mảnh đất vàng. Đây là hình ảnh sau đại hội lần thứ 13, Lê Thanh Hải sẽ phải khóc vì thành trì bảo vệ không còn vững. Vào thời còn là bí thư quận 2, nơi có dự án khu đô thị Thủ Thiêm và sau đó là phó chủ tịch thành phố phụ trách về đô thị, Tất Thành Cang đã trở thành cánh tay đắc lực của Lê Thanh Hải để quy hoạch và giải tỏa số 160 hectare đất, cưỡng chế và đẩy đuổi hàng chục ngàn người dân Thủ Thiêm khỏi mảnh đất sinh nhai duy nhất của họ, dẫn đến nhiều cái chết của người dân bởi quá phẫn uất. Còn Lê Thanh Hải vào thời gian đó là chủ tịch thành phố đã dọn đường cho việc thay đổi quy hoạch Thủ Thiêm, giải tỏa số 160 hectare đất mà trước đó dùng làm khu tái định cư cho dân, đẩy đuổi thêm hàng ngàn người dân Thủ Thiêm khỏi nơi ở và cũng là chỗ sinh hoạt và sinh nhai của họ. Cho đến lúc này không còn hoài nghi gì nữa, ông Nguyễn Phú Trọng đã mở màn chiến dịch chống tham nhũng của ông với cánh danh nghĩa đốt lò với hình thức mượn tay Nguyễn Văn Nên khá hiệu quả. Khi cánh miền Nam ở Trung ương yếu ớt đi thì cơ hội được che chắn của Lê Thanh Hải cũng mong manh hơn bao giờ hết. Và chúng ta tiếp tục sẽ chờ xem qua đại hội lần thứ 13 sẽ còn rất nhiều tình tiết bất ngờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư 13 tháng 1 năm 2021 với bản tin Kết thúc điều tra giai đoạn 1 với Tất Thành Cang, giai đoạn 2 sẽ đến với Lê Thanh Hải. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.